có khói. Nằm xuống. Hai đứa không cần lo lắng, cứ làm theo chúng ta tập luyện là được rồi. Dạ. Để đó cho anh. Ừ. Chạy ra lối thoát số 1 đi. Ba, ba ơi. Cửa trước đã bị cháy rồi. Không được, phương án 2, đường cửa sổ. Đường cửa sổ. Anh ơi, cửa sổ cũng cháy luôn rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình sẽ ra được thôi. Chỉ còn 30 giây nữa. Mẹ, còn cửa sau, phương án 3. Đúng rồi, cửa sau. Được rồi, ra ngoài mau. Dạ. Sarah.